Nói thật ra là em định đi ngủ rồi, nhưng mà đúng ra là nhìn bọn bác bè này bức thật. Nói anh là đúng ra là hôm nay là bọn em là cũng đi ăn liên hoan là ngày thành lập quân đội. Hôm nay bọn em đồng ngũ mà, em cũng vừa về uống rượu. Như em nói thật với bảo bọn ba que á, hôm nay có diễn đàn của anh Bằng, em mượn diễn đàn, xin lỗi là em mượn diễn đàn của anh Nguyễn Bằng để em nói một Rồi, câu ok. cuối này. Đối với chúng nó có ba cái lỗi để em nói này, là một người Việt Nam mà chúng nó mang rước voi về rồi còn tổ, là chúng nó là cái loại bất trung, có nhà có bố có mẹ mồ mà cha ông chúng nó không phục vụ được, là cái loại bất hiếu. Đúng rồi. Cái loại chúng nó thì em nói anh này, riêng chúng nó mãi mãi cũng chỉ là cái thằng ăn bám, và bất cứ ở chỗ nào nó chỉ là cái thằng ăn bám thôi. Tức là trong cái ba cái chữ hiếu, bất trung bất hiếu, thì nó Bất không có nghĩa cái nhé. gì để mà nói nữa. Đúng, bất nghĩa, bởi vì bây giờ nó lại mang nó về lại, nó đã đi ra nước ngoài rồi, nó về nó còn mang cái chính sách về là chống Pháp Việt Nam, nó là cái thằng bất nghĩa. Tức là trong ba cái nó không còn được một cái gì nữa anh. Thì anh em mình không tính được đấy, không thèm tính đếm xỻ gì cái loại cái bọn này. Nếu còn nói thật ra em nói anh là chúng em thì cũng là cựu chiến binh, mà chúng em đi 86, là tức là em ở biên giới, chúng nó có hiểu gì cái chuyện mà giữa cái chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, là nó có hiểu đâu, chúng nó có hiểu được những cái đấy đâu. Chúng Rồi, xin chào Bạch Yến. em cũng xin lỗi anh, là em là một thằng đảng viên mà em cũng đã là sĩ quan chính trị. Chúng em được học được biết hôm nay em nói thật, tức là hôm nọ em mới ra em mới nói mấy chỗ bên chỗ Trung Vũ, thì em nói thật với anh là em là một thằng đảng viên, em 23 năm tuổi đảng rồi, mà em trước em là sĩ quan chị, em về em chúng nó nói từ hôm nọ là em theo dõi nó rất bực, bởi vì chúng nó có hiểu được cái chính sách của Việt Nam nó là cái gì đâu đối với Trung Quốc. Bởi vì thực ra là em xin lỗi anh, là từ năm 95 giờ trước là cái kẻ thù số 1 là Mỹ, thế nhưng mà từ năm 95 trở lại thì kẻ thù số 1 của không còn phải còn là Mỹ nữa, mà còn ai thì chúng nó phải hiểu. Tức là đối với Trung Quốc là chúng ta là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chính Thế xác, nhưng mà 6 câu. cái kẻ thù là trước mắt và đáng gờm nhất, lâu dài nhất là thằng Trung Quốc. Không có hiểu được cái đấy đâu. Nói anh này, thực ra chúng nó chỉ là cái ếch ngồi đáy giếng, chúng nó đứng bên kia chúng nó nhìn và nó biết cái gì về cái chuyện đấy đâu. Nhưng em nói anh này, thực ra cái kẻ thù truyền kiếp và cái kẻ thù lâu dài nhất của chúng ta là những thằng hàng xóm, tức là thằng Trung Quốc. Tức là nhưng mà cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt vời anh, em phải Đúng xin lỗi anh là em nói đúng ra là tuyệt vời, rồi. Vừa là đấu tranh vừa hợp tác. vừa đấu Đấy, tranh nhưng vừa hợp vừa tác. hợp tác. Tức là mình phải làm sao phải mềm phải dẻo, bởi vì là thực ra xét cho cùng Trung Quốc là, nếu như Trung Quốc nó gần, nó là thằng hạ láng giềng trực tiếp với mình. Thực ra là bây giờ nó là nếu về tất cả mọi thứ, về kinh tế, về chính trị, về quân sự, nó là cái Đúng rồi. cửa trên của mình. Mình làm sao mình phải khôn và khéo, tức làm sao để cho đất nước mình nó phát triển, thì mình Yên cái bình, ngoại giao của hòa mình bình mới phát triển được, đúng không? và như ngoại giao của mình phải làm sao mà chúng nó, tại sao bao thứ mà chúng nó, thần Trung Quốc nó rất muốn xâm chiếm mình nhưng không làm gì được mình. Cái đấy mới là cái nghệ thuật của cái Đảng Cộng sản Việt Nam anh ạ. Cái đấy là cái nghệ thuật của mình. Cái sự Tại sao từ năm khôn khéo 79 của đảng mình, đúng không? và đấy là nghệ thuật ngoại giao mà. Thì em nói anh này, cái đấy là thực ra chúng em thì thường thường chúng em cũng là hay được học nghị quyết, thì cái nghị quyết thì nói anh là cái đấy là nội bộ, thì chúng em vừa rồi cũng có học trực tuyến các thứ mà. Thì đúng ra là cái đường lối chính sách của Đảng mình thì nói thì thực ra là nó cũng là nó nhiều người thì cho là nó không hiểu cái đường lối chính sách của Đảng mình, nhưng mà tóm lại này là bà con tất cả hãy tin tưởng vào Đảng. Cái đường lối của Đảng bây giờ nó rất sáng suốt,
mà rất giỏi, nên không có một cái gì cứ phải lo về đối với cái chính sách đối ngoại, đối với thần Trung Quốc và đối ngoại tất cả các cái nước thế giới. Bởi vì là cái nghệ thuật ngoại giao của mình từ trước nay thì anh biết rồi, từ cái thời trong Hùng Phạm cũng... xin lên đi, Hùng Phạm bấm vào nút xanh ấy, xin lên thì chốc nữa mới sẽ lên. Được rồi, yên tâm, hôm nay thì em nói đúng ra là em đáng nhẽ em không định nói chuyện gì cả. Thế nhưng mà em ngồi em nghe cái comment, em nhìn comment của dưới cái bọn bao que em bực quá. Cũng rất bực bởi vì là chính ra cái bọn đấy từ trước nay thì không bao giờ thầm tính. Không bao giờ em muốn nói chuyện với chúng nó. Nhưng mà nó lên diễn đàn của anh, nó ngồi nó nói cái câu đúng ra này, cái loại nó không hiểu gì về Việt Nam, mà nói đúng ra là nó không biết một tí gì về Việt Nam. Nó cố tình để xuyên tạc. Chưa nói nó cố tình. Và thì nó không biết về, nó chỉ dựa trên những cái tin tức, những cái đài vớ vẩn, gọi là những cái đài chống cộng để nó xuyên tạc về mình. Chứ nó có về Việt Nam đâu, bảo đó. Nếu như nó bây giờ có chính sách 36 là anh nhỉ? Nghị quyết 36. Nên biết nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Và nghị quyết 36 thì cũng nên bảo cái bọn chống cộng này hãy một lần về Việt Nam để hiểu Việt Nam. Camera. Hiểu Việt Nam và biết Việt Nam, về xem cái thực tế đời sống của nhân dân Việt Nam như thế nào. Tại sao mà cả thế giới bây giờ người ta vẫn phải đã phải công nhận là Việt Nam là một nước là phát triển, và nói chung là phát triển trong bậc nhất trong các cái trong thế giới. Bởi vì là thực ra là bây giờ mình phát triển là nó nói đúng về ấy, nó chỉ sau Ấn Độ, em không nhầm, thì chỉ sau Ấn Độ thôi. Đúng rồi, cái tốc độ phát triển của mình ấy, năm nay là cao nhất trong 10 nước. Tôi tốc độ phát triển ở Đông Nam Á mình, ở ASEAN mình thì mình là đứng đầu rồi. Em nói là chỉ sau Ấn Độ thôi. Cái đấy em không nhầm là đúng. Chính xác. Ấn Độ nó cỡ khoảng 7,1, 7,2. Vâng, nhưng mà tại sao chúng nó không nhìn những cái đấy, mà nó cứ chỉ nhìn những cái góc khuất của Việt Nam. Tất nhiên là cái gì cũng thế, một nước đã mới là một nước phát triển thì nó sẽ có những cái vấn đề tồn tại, còn tồn tại. Thế nhưng mà chúng nó hiểu các nước phát triển như thằng Mỹ các thứ mà nó vẫn còn những cái đấy, thì Việt Nam những cái đấy là tất yếu, anh nhận không? Nó là tất yếu, bởi vì ngay như cả cái nước Mỹ nó còn chưa hoàn thiện được, tức là cái nền dân chủ của nước Mỹ nó vẫn còn tồn tại những cái vấn đề, thì Việt Nam mình là một nước đang phát triển thì cái chuyện tồn tại những vấn đề đấy là tất yếu. Đúng rồi. Anh nhận em không? Đúng rồi. Mà, chúng... Nhưng mà cái vấn đề, anh nói với em là cái vấn đề là Đảng và chính phủ mình đã nhìn nhận ra được những cái tồn tại đó và hiện nay đang khắc phục một cách mạnh mẽ. Mình chỉ nói cho mình, bây giờ ví dụ mình cứ nhìn ngược lại 1-2 năm trước và 1-2 năm gần đây, mình thấy có một sự tiến bộ. Những người Việt Nam mình sống ở trong đất nước này, mình nhìn nhận được cái sự tiến bộ một cách rõ rệt, đúng không? Vâng. Như thế này, tức là em mới nói cái vấn đề thế giới như em nói Việt Nam này, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam chúng nó vào độc tài, nhưng mà anh phải nên biết này, tức là bất cứ một cái chế độ nào, một cái đảng nào là lãnh đạo nhân dân thì dù độc quyền không quyền nó không quan trọng, nhưng quan trọng là cái đảng đấy nó phải biết nghe ý kiến người dân mà biết sửa sai, nghe ý kiến người dân và biết phát triển. Thì em nói này, em không phải nói Đảng Cộng sản Việt Nam mình nó quá tuyệt vời, bởi vì tại sao, tức là cái gì sai đảng ta đã nhận ra sai là đảng ta sửa và sửa, đúng, và sửa. Thì bây giờ này, cái chỗ đội cái Đảng Cộng sản Việt Nam thế là rất tốt, bởi vì là người ta đã biết nghe ý kiến của dân, biết lắng nghe cái nguyện vọng của nhân dân như thế nào để người ta sửa. Và bây giờ là người ta cũng đang sửa, đang chỉnh đốn lại. Tất nhiên là cái con đường Đảng Cộng sản không có cái Nhật, con đường Nhật Đông đất... bây giờ à xin lỗi à. Nhật Đông nếu mà muốn lên thì là em chỉ bấm vào cái yêu cầu, tức là cái con đường phát triển của kinh tế Việt Nam. Tất nhiên là
Nói chung là nhà cầm quyền, tức là cái nhà lãnh đạo của Việt Nam, em chưa nói đảng cộng sản, mà người ta đã biết lắng nghe người dân, để cho Nói cái dòng nguyên thật. mà thực tế chứng minh là từ trước nay, tức là từ những năm 86 giờ đi, tức là em không nói về cái chuyện từ trước đất này là trước, nhưng mà từ cái thời gian mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dân mình có phát triển không? Chắc chắn phát triển, em nói bác là phát triển hàng bao nhiêu lần so với cái thời mới gọi là mới chập chững, gọi là đảng mình mới thành lập, mới mới hòa bình lập lại là ấy. Thế nhưng mà từ lúc hòa bình lập lại, mà nói đúng ra chính xác là từ năm 88 giờ đi, là lúc đấy Mình đã là có đất cái mình đổi hết mới chiến sơ tranh, sơ, đất đất nước gọi là mình mới. nói chung là mới phát triển được từ năm 2000 tới nay. Và em đang nói là từ năm 88 đi mới đất nước mình hết chiến tranh, Đúng và rồi. năm 96 đi bắt đầu mình mới thay đổi cơ cấu, thì đến năm 2000 mình bắt đầu bước sang cái vấn đề là chuyển chuyển đổi cơ chế. Thì từ đấy đến nay em nói này, chính xác là mình phát triển được 25 năm nay. 25 nay thì anh em mình phải biết là từ cái lúc, chắc chắn anh em mình là ở cái thế hệ là giàu cháo Thế kệ rồi, mẹ anh em nó cho nó đây thông não cho nó. thì anh phải biết là so với cái thời anh em mình và so với thời bây giờ nó phát triển bao lần. Thì Đúng. cái Đảng Cộng sản này người ta đưa người dân phát triển thế là quá tốt rồi, chứ còn còn một cái gì nữa mà chúng nó có phải ăn, anh không nhận không? Tức là từ từ những cái thời bao cấp phải ăn bo bo mà đến bây giờ, thì nói chung là em là cái thằng nông thôn, tức là gọi là cái đồng chiêm trũng ở một cái tỉnh miền núi, mà chúng em bây giờ nói anh là chúng em chẳng thiếu cái gì cả, nhà cửa đàng hoàng, Xe con máy cái xe đóng lên cơm, móc nhiều đúng không? xe Xe máy máy xe xe móc pháo đầy xịn. đủ. Em nói nhà em thì em nói nhà em thì em chưa có xe con, nhưng mà nhà em bốn anh em trai, nhưng bốn ba anh em có đủ hết rồi, em thì em chưa có. Nhưng mà thế là một, chúng em là một cái tỉnh nghèo của đất nước, tức là em một tỉnh miền núi mà nó đầy đủ hết, giờ còn không thiếu gì cả. Em Thì là giờ đang ở tỉnh hỏi nào? cho em Bắc Giang ạ. À, Bắc Em Giang. lại Bắc một Giang lần thì em lên em không cũng 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 chưa phải là tỉnh miền núi, nói chung thì Bắc Giang rất phát vâng em chúc không chúc triển. chúng em là tỉnh miền núi mà, bởi vì Ừ. vừa rồi là có mới có khu công nghiệp về, thì em nói anh là chúng em thì thực ra từ trước nay cái tỉnh Bắc Giang thì nó từ trước nay vẫn là một tỉnh là trung ương phải hỗ trợ về cái tài chính, để cho gọi là hỗ hỗ trợ về kinh tài chính để cho tỉnh, cho tỉnh, tức là chúng em nói này, để cho nếu như về thuế, tức là cách đây tầm 10 năm là thuế Bắc Giang thu chỉ đủ chi trả cho chính, cho gọi là cơ quan chính quyền hoạt động có 3 tháng thôi, còn 10 à còn 9 tháng là nhà nước phải hỗ trợ. Thế nhưng đến bây giờ chúng em tỉnh Bắc Giang bây giờ là bây giờ là gọi là thu chi ngân sách là tự cung tự cấp được rồi, Đấy. là thoải mái 10 tháng, là trước là 9 tháng nhà nước phải hỗ trợ, nhưng bây giờ chúng em thì chưa có đóng góp cho nhà nước, nhưng mà gọi tự chi thu, tỉnh là tự chi thu được, tức là tự trả lương các thứ được, không phải nhà nước không phải hỗ trợ nữa. Từ một cái chúng em là tỉnh miền núi, nói đúng ra là tỉnh miền núi, như từ hồi Rồi. kinh tế phát triển thì chúng em bây giờ là thoải mái rồi. Hai nữa là đời sống của nhân dân chúng em thì nói hành là bây giờ là so với thời cách đây, em nói cách đây 10 năm thôi, nó một trời vực. Tức là bây giờ là khu công nghiệp, rồi chúng em Bắc Giang bây giờ một trong khu công nghiệp nó chỉ thua Bắc Ninh thôi. Bắc Ninh thì nó nhiều hơn, mà Bắc Ninh nó giàu hơn. Chúng em Bắc Giang nó mới phát triển sau. Bây giờ là các khu công nghiệp nó về, đời sống của bà con là phát triển. Tức là bây giờ đi làm công ty, bây giờ gọi là công nhân chỗ em thì hầu như là công nhân ở đấy thì không đủ, nhưng mà Bây phải giờ là bạn 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 làm nghề gì? em thì nói bác là em làm đang công tác ở xã thôi, em đang làm ở ban ở mặt trận xã, Mặt trận Tổ nhưng quốc xa đúng mà không? nhà em thì và mặt trận Tổ quốc mà, cho nên em muốn lên trên này là cũng đang muốn học hỏi các bác về cái trình độ với huấn luận.
nhưng mà nhà em không thì không thì ví dụ như bạn đã là gọi là cựu chiến binh thứ nhất, hai là bạn cũng học những cái trường chính trị ra, thì ví dụ như mình chẳng hạn thì mình cũng cũng là những người dân bình thường cũng chưa được học ở những không bây giờ cái trường 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 lớp tức là chính trị nào cả. em bây giờ là một người dân bình thường thôi, tức là Mình học hỏi lẫn em cũng có nhau. tham gia học. Dạ vâng, tức là không, và em cũng muốn là thực ra diễn đàn, một số diễn đàn ấy thì nghe nghe các anh có chuyện là rất hay, là ví dụ diễn đàn của anh này, của anh Trần Chiêu này, lớp trẻ thì có Lưu Ly và Duy Nguyễn, thì là cái trình độ với lại cái trình độ lý luận và trình độ hiểu biết của các anh là Mà em cái rất thằng thích, bởi vì tại sao rất hay. xin lỗi anh Nguyễn, thằng Nguyễn Thế Học, hình như là em lốc nó rồi mà. Thôi rồi, nếu mà em nhìn thấy nó thì em sẽ lốc nó. Nói chung là thực ra là anh em mình phải nói này, này. Đến gia đình, ví dụ như gia đình Mua có cái thằng 50 Nguyễn Thế Học con này, mày thì để thông lão cho nó bình tĩnh. thực Cái ra thằng này mày cái bọn rác ngu rưởi này anh, 40 năm nay, xin lỗi thằng Nguyễn Thế Học, để cho thông lão nó, 40 năm nay mày chưa về đất nước Việt Nam đúng không? Thì mày bây giờ mày về mày thèm cái cuộc sống của những người dân Việt Nam chúng tao. Bây giờ ngay cái bản thân tao này, tao vẫn là những người dân bình thường thôi. Cho nên là, nhưng mà mày mẹ thèm khát cuộc sống của chúng tao nghe chưa, chứ mày chúng mày ở bên đấy chúng mày làm được cái gì, em nói anh là rồi chỉ cho cần nó xuống 5 hầm năm, cầu luôn. chỉ cần 5 năm nữa thôi chúng nó về thì chúng nó biết được thế nào. Bởi vì thực ra nói anh này, Mỹ, cái Mỹ giàu có văn minh, nhưng mà văn minh giàu có đối với những ông da trắng thôi, còn dân Việt Nam mình sang đấy em nói thật ra chưa chắc đã bằng anh em mình, nói một câu chân tình thế làm sao được. Bởi vì các ông sang đấy, các ông chỉ sang đấy các ông không có nghề, các ông không có trình độ, không có cái gì cả, thì ngoài cái nằm neo ra, ngoài cái thì các ông có, em ghi nhận có một số ít và cái lớp thế hệ F2, F3 thì người ta phát triển được, nhưng mà mấy cái ông mà sang cái thời chạy tụt quần chạy ấy, thì làm gì có cái trình độ, có cái gì để mà cống hiến mà phát triển được, ngoài cái nằm neo với ngoài mới trợ cấp ra thì chả còn cái gì nữa. Cho nên là thực ra là nói với anh là thôi, những cái ông đấy thì gọi là nói chuyện cho nó vui thôi, các ông chống cộng cho nó vui, mà cái ông ấy giả ra Rồi tông lỗ rồi mình thì lốc thằng Nguyễn Thế Học rồi, còn thằng Ni Chí Than để đây cho nó nghe. Ok, rồi mình sẽ cảm ơn bạn, mình sẽ mời bạn Nguyễn Văn Kiên lên nhé. vâng.